Vy. Đó. Anh có một số câu hỏi muốn hỏi em. Nhưng mà để trả lời được những cái câu hỏi này thì em cần phải là kinh nghiệm, trải nghiệm và kinh nghiệm, trải nghiệm và cái gì chứ? Kinh nghiệm, trải nghiệm cái gì nhỉ? Em có hay coi Thái Công không? Thái Công? Ừ. Ông Thái Công trên TikTok ấy. Hay coi TikTok thôi chứ hay coi ổng, thấy trên TikTok biết ổng mà không hay coi. Câu nhỉ? Kinh nghiệm, trải nghiệm và cái quần què gì quên. Không, không phải thế. Thôi tóm lại nó là như thế. Nói chung là cần phải có não thì mới trả lời được những câu này. Hiểu không? Đây. TV của em cao. À, cao không? Cao. Ổn không? Ổn. Hiện tại em đang học trường gì ấy? Phú Tết. Phú Tết à? Phú Tết ngành gì đấy? Tài chính ngân hàng. Tài chính ngân hàng. Những người tài chính ngân hàng là IQ rất là cao. Lúc nào cũng cao. Đúng. Đúng không? Đúng. Căn bậc 2 của 15 bằng mấy? 30. 30. 225. 225. Đúng. Phương nó cũng học ngân hàng. Và hai đúng, hai đứa em đúng là những người học ngân hàng lúc nào tính toán cũng giỏi. Trả lời rất chính xác nha. Không, đấy là câu hỏi phụ thôi, câu hỏi chính này. Ví dụ cái cục xà bông mà mình xà phòng mà mình gọi là mình xà phòng Lifebuoy, mình gọi là rửa để mà diệt khuẩn ấy. Biết cục đấy không? Ví dụ cục đấy rơi xuống sàn nhà thì sàn nhà được tiệt trùng hay là cái cục xà bông nó bị nhiễm khuẩn? Liên quan. Đấy là một câu hỏi. Thì cục xà phòng bị nhiễm khuẩn hay là cái nền nhà được diệt khuẩn? Nền nhà được diệt khuẩn. Nền nhà được diệt khuẩn. Đúng, Lifebuoy diệt khuẩn. Lifebuoy diệt khuẩn. Ừ. Chắc không? Chắc. Nền nhà rất là nhiều vi khuẩn nhá. Đúng. Nó bị rơi xuống là nhiều cái vi khuẩn nó nhiễm. Đúng. Nhiễm lên thì sao? Nền nhà được diệt khuẩn. Đó là đáp án cuối cùng của em. Nền nhà được diệt khuẩn. Đúng. Nhưng mà theo các nhà khoa học ở California, Mỹ thì cục xà phòng bị nhiễm khuẩn. Tại sao? Muốn biết. Xà phòng có cục xà phòng là nó đi diệt khuẩn mà. Đúng rồi, nhưng mà nó bị kiểu như là, ví dụ như là người trong xã hội ấy, em đang là một người rất tốt, nhưng mà em bị lọt vào một cái đám đông toàn là người xấu nên em bị gọi là xấu đi. Ừ, đúng. Giống như em cũng thế. Hiểu không? Em sao? Trước đây em xấu nhưng mà em gặp những người tốt như anh thì em lại tốt lên. Đây. Thế cơ. Hiểu không? Đấy là cục xà phòng nó gọi là bị nhiễm khuẩn. Đúng, chính xác. Đúng không? Đúng. Nhưng mà có vấn đề là cục xà phòng nó rất là nhiều cái chất mà gọi là diệt khuẩn. Thế đấy là một dấu chấm hỏi là liệu nó có bị không? Đấy. Liệu nó có bị nhiễm khuẩn không á? Ừ. Không. Tại sao? Nó là diệt khuẩn rồi. Anh lúc nãy anh đã giải thích cho mày rồi, nhưng mà ý anh bảo là nếu mà cục xà phòng nó mỏng thì nó sẽ bị, còn nếu mà cục xà phòng nó dày thì liệu có bị hay không? Không. Thì kiểu giống như mình ở trong xã hội mà mình kiểu như mình giữ được lập trường riêng thì liệu mình có bị hay không? Không. Không bị. Đúng. Vẫn nhất quyết là không bị. Không. Không bị đúng không? Đáp án chính xác. Không bị. Không bị. Không bị nhiễm khuẩn. Chắc không? Chắc. Ok, ngày mai anh sẽ hỏi lại em một lần nữa. Cho em suy nghĩ lại đấy. Nhá. Liệu là cục xà phòng bị nhiễm khuẩn hay là cái nền được diệt khuẩn? Cục xà phòng bị nhiễm khuẩn. À? Cứ suy nghĩ đi rồi trả lời sau nhá. Ok, anh vào đây có việc tí, cứ suy nghĩ đi. Ok. Vì rồi. Đúng. Anh lại có một câu hỏi khác dành cho em. Câu hỏi này cũng không phần kém phần trí tuệ. Thế thì bây giờ em lấy tay em tự vả mặt em thì em bị đau. Thế là do tay em khỏe hay là do người em yếu? Tại vì tay em khỏe. Tay em khỏe. Đúng. Là người em yếu. Tay em khỏe mà người em cũng yếu luôn. Sao người yếu mà tay lại khỏe? Tại vì tát thì người đau chứ thì tay là khỏe. Người không yếu nhưng mà sao tay đau. sao tay khỏe là người lại yếu? Ủa? Hỏi lại xem nào. Em lấy tay tát mặt mình. Ừ. Em cảm thấy nó đau. Đúng. Thế là do mặt em yếu hay là do tay em khỏe? Tại vì em tát nhưng mà em đau.
Thế tóm lại là do em yếu hay là tay, hay là do mặt em yếu hay là do tay em khỏe? Tại vì tay em khỏe. Tay em khỏe. Đúng. Thế tay em khỏe là người em có khỏe không? Người em khỏe. Người em khỏe thế sao lại mặt em lại đau? Ừ nhỉ. Tại vì tát thì em đau. Tát đau. Ừ. Thế là do tát đau là do tay em khỏe hay là do mặt em yếu? Tay khỏe. Tay khỏe. Đúng. Thế tay nó gắn với người tay khỏe, thế người không khỏe à? Người không khỏe. Người không khỏe sao tay lại khỏe? Người cái tay nó không gắn với người à? Khỏe mỗi cái tay thôi. Sao người lại khỏe mỗi cái tay được? Mày điên à? Sao lại thấy được? Không sao, sao. Người mà sao khỏe mỗi cái tay? Thì là tại mặt em yếu. Thế tại mặt em yếu? Đúng. Thế mặt em yếu mà tại sao tay em lại khỏe? Tại vì người em khỏe. Thế người khỏe mà sao lại mặt em lại yếu? Mặt với người đi với nhau. Người ở đây, người ở dưới còn mặt ở trên. Người ở dưới mặt ở trên thì người với nhau không liên quan à? Không biết nữa. Mai trả lời tiếp câu này nhá. Hai câu. Đố vãi trưởng. Hai câu nhá. Đấy. Thế mà bảo học. Thế mà bảo học ngân hàng đéo tin. Ta không tin mày học ngân hàng. Em có hai câu trả lời kia chưa? Không biết đâu, lú lắm. Thế là anh lại hỏi lại mày là một... Đứa, hỏi cái một, gì ở ngoài về trời. Một câu khác nha. Câu này đơn giản thôi. Câu này đơn giản hơn hai câu lúc nãy. Nhá. Okay. Thế thì em úp mặt xuống dưới nước em có khóc được không? Không. Sao thế? Làm sao mà khóc được, nước mắt cá sấu à? Thế sao lại không khóc được? Ở dưới nước có khóc được không? Không, vì không mở mắt ra được. Nó không mở mắt thế thì nhiều người họ mở mắt được, anh tính trong trường hợp là mở mắt ra được. Mắt ra được thì không được. Không được. Đúng. Chắc không? Chắc, tại vì mở mắt ra được thì phải khóc được, cay mắt xuống mở mắt cay mắt quá khóc. Không không, thì đây rất bắt khóc khóc. Đây này nhá, thế này bây giờ là anh vừa mới Google nhá. Ừ. Khóc là một trạng thái về cảm xúc. Đúng. Đấy là mình bị ức chế thần kinh. Và sau đấy là mình rơi lệ. Thế dưới nước em có rơi lệ không? Không. Thế sao mày em bảo khóc? Ừ nhẹ. Ừ nhẹ cái con này. Bây giờ dưới nước có khóc được không? Không. Tại sao? Tại vì ức chế thần kinh. À bởi vì xuống dưới nước là nó giải tỏa thần kinh rồi. Không bị ức chế nữa. Anh ví dụ luôn nhá. Anh bây giờ là anh cho một cái trường hợp luôn. Ví dụ như mình đang đi xuống nước, mình bị đứa nào thọc tay vào đít. Mình đang rất ức chế. Liệu mình có khóc không? Tóm lại đang ở dưới nước rất là bị một cái gì rất ức chế hoặc đang em đang bị thất tình, em phải xuống nước. Đấy, đấy như kiểu như thế. Em đấy là như thế thì mình có khóc ở dưới nước hay không? Không, khóc thì làm sao mà thở rồi. Mẹ con này, toàn đứa là những cái liên thân. Bây giờ trường hợp là em vẫn thở được bình thường luôn. Đấy, thì dưới nước em tập chốt lại một câu là dưới nước mình có khóc được không? Được. 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 Chốt. Chốt. Dưới nước vẫn không khóc được. Đội cái mũ thở vào, vẫn không bình thường. Lại một câu hỏi nữa, Mai trả lời. Mai có em câu... Em vừa trả lời có gì? Chưa chính xác, mày... Đúng, mày làm lừa đấy chứ, không. Chỉ có không có sai luôn. Em nói thế là kiểu, nó không có kiểu là không logic kiểu không? Nó phải hợp lý, nó phải giải thích được. Đây là một cái trạng thái hết sức bình thường, mình ngập cái mặt xuống ở dưới nước, thế như thế mình có khóc được hay không thôi. Đơn giản thế, đừng có đổi cái gì hay là thở hay là có buồn hay không, có khóc hay là có ức chế hay không. Chỉ đơn giản là có khóc được hay không thôi. Mai trả lời nhá. Được. Được. Thấy được hay không? Được. Đáp án chưa chính xác. Vậy là không. Hả? Vẫn chưa chính xác luôn. Có gì Mai trả lời nhá. Ok nhá. Ừ nhá. Vui rồi. Hoài luôn, nó hỏi cái gì mà luôn. Lần này câu này dễ hơn, đơn giản hơn. Câu này là nó kiểu hàng ngày ấy, gần hàng ngày, gần gũi hàng ngày luôn. Đơn giản thôi. Thế tại sao là ngăn mát tủ lạnh thì lại có đèn mà ngăn đông thì lại không có? Ngăn mát mở thường xuyên hơn ngăn đông. Mở thường xuyên hơn. Đúng. Là nên có đèn. Ừ. Thế đèn để làm gì? Ngăn mát tủ lạnh bự hơn ngăn đông. Thế cái đèn to lắm à? Hả? Cái đèn nó to lắm hay sao? Không biết. Đèn nó có bé ti, không ảnh hưởng đến không gian. Ừ. Đấy, tại sao lại ngăn mát lại có đèn mà ngăn đông lại không có đèn? Để ngăn mát, để bỏ rau.
Bỏ rau thì liên quan đến đèn ấy, còn mày điên. Tại vì rau nếu mà cần xanh lâu thì phải có đèn thì nó mới xanh lâu được, có ánh sáng mặt trời. Mày điên à? Liên quan gì đến cái chuyện mà bỏ đèn trong đường mắt để xanh sao lâu? Sao mà biết được? Đúng không? Đi hỏi thằng... Tư duy đi. Không phải là sao? Thế anh hỏi em, đèn để làm gì? Ví dụ để như để trong cái phòng... soi sáng. Đúng. Thế là thì để mình soi sáng mình lấy đồ cho lấy đồ mình ra. Thế thì ngăn mát em không, ngăn đông em không cần lấy đồ à? Có, nhưng mà ngăn đông là ngăn đá thôi. Ô, đôi khi em để cái này cái kia, mình để những cái món lâu ngày thì mình cũng cần thì phải lấy đường để lấy. Lại có cái đèn ở ngoài rồi, ngoài nhà rồi. Thế thì ngăn mát không có đèn ngoài nhà à? Có. Có, ừ. Thế thì tại sao? Ai mà biết? Mai trả lời tiếp. Hỏi cái gì lú trên đường sao trả lời? Câu toàn câu đơn giản, câu hàng ngày mà mày. Trả lời xem nào. Mày không biết, tao nói mình rất là yếu thế mà học ngân hàng được. Mai trả lời. Câu trả lời như nào? Mai trả lời tiếp câu này nhá. Ở thế nhá. Quý ơi. Bây giờ anh hỏi mày câu cuối cùng. Trước khi anh ra về. Thế theo mày thì người mù nó có mơ được không? Được. Chắc không? Chắc. Người mù mơ thấy cái gì? Sao mơ được? Mơ... mù chứ không phải là mất não đâu mà không mơ. Người mơ thấy gì? Mơ. Người mơ mơ thấy gì? Ừ nhẹ có nhìn được nhìn thấy cái gì đâu mà mơ. Đấy thì cái sao mày mà bảo là có mơ. Mơ trong tưởng tượng. Tưởng tượng hay gì? Tưởng tượng thế giới xung quanh. Tưởng tượng thế giới xung quanh. Không biết được, có hình dung được đâu. Nhưng mà ví dụ lớn lên 3 tuổi mới mù thì sao? Không, ý là anh bảo là một người mù bẩm sinh trước giờ chưa từng thấy cái gì ấy. Thì họ hay liệu họ có mơ được không? Được. Mơ thấy tiên tri. Thấy nhà tiên tri của gì ở nước ngoài tiên tri không? Đúng hết sự thật đấy. Nhà tiên tri. Thế là có thấy được nhà tiên tri bao giờ đâu mà mơ đến nhà tiên tri. Nhà tiên tri bị mù. Tiên tri chiến tranh đấy. Thì đấy là người ta tiên tri đúng không? Chứ là người ta lại mơ là mà. Mơ là giấc mơ bình thường nhưng giấc ngủ người ta. Được. Ví dụ như ban ngày bình thường là em nhìn. Ví dụ như bên ngoài em nhìn thấy anh, em bị anh chôn nhiều quá. Đêm anh mơ thấy là đấy đấy. Thế đây bây giờ người ta có thấy được điều gì đó thì liệu tối người ta có mơ không? Mơ bóng đêm. Bóng đêm. Mơ bóng đêm là mơ thì mày điên à? Ý là kiểu cảm giác ấy, kiểu mình sẽ suy nghĩ, mình sẽ tưởng tượng ra nó, tưởng tượng ấy. Tưởng tượng cái gì? Có nhìn thấy gì đâu mà tưởng tượng. Em bị mù đâu mà biết. Không có. À, ý là em bảo là em không có kinh nghiệm về mù. Chứ còn gì nữa? Chưa có được mù cho nên chưa biết. Thế là bây giờ anh hỏi một câu khác đơn giản hơn, ngay trên cái đầu của em luôn. Thế ví dụ như là mình mang cái máy lạnh này, mình mang đến Bắc Cực. Thì là mình đang là mát cho Bắc Cực hay là cái máy lạnh này thành là cái máy sưởi cho Bắc Cực? Máy lạnh hai chiều á? Không, máy lạnh bình thường này thôi. Một chiều là mình mang nó Bắc Cực thì nó thành là máy lạnh hay là nó thành máy sưởi? Thành máy lạnh. Nó thành máy lạnh à? Ví dụ như đây là đang hiện tại là máy lạnh là bình thường. Hiện tại bên ngoài nhiệt độ thành phố Hồ Chí Minh là hiện tại đang là 30 độ. Mình dùng máy lạnh là nó xuống khoảng 25 độ. Đúng. Thì là mình đang làm mát đi làm lạnh đi đúng không? Đúng. Bắc Cực hiện tại đang âm 10 độ. Thế là mình làm nóng lên. Làm nóng lên cho Bắc Cực. Thế là máy này thành là máy lạnh hay là máy sưởi? Máy sưởi. Máy lạnh nóng. Máy lạnh nóng. Đây là mày chốt câu phương án cuối cùng nào. Chốt đi. Nào thật đấy. Chốt cái đầu em đi về đi. Thế bây giờ mày chốt phương án cuối câu cuối cùng. Là máy máy lạnh hay là gọi là máy máy sưởi? Máy sưởi. Nhưng tại sao nó gọi là người ta ghi rõ là máy lạnh cơ mà? Nhưng tại vì người ta ghi rõ là máy lạnh ở tại vì người ta bảo là điều kiện là ở thời tiết trên 20 độ. Máy lạnh. À ngoài trời trên 30 độ. Còn đối với thời tiết âm 10 độ thì là máy sưởi. Anh khẳng định với em đéo có một cái hãng máy lạnh nào trên thế giới này ghi là phải điều kiện máy lạnh là phải ở cái điều kiện bị hâm à? Thế anh hỏi em chứ máy lạnh ngoài Bắc thì sao? Nó có cái máy lạnh nào phải ghi là không được dùng ngoài Bắc không? Không. Nhưng mà nó hai chiều. Hai chiều. Đây đang tính cái đường một chiều thôi. Không biết.
thì là máy lạnh không sưởi. Ý là nếu mà lạnh ở chỗ lạnh thì nó sẽ là máy nóng. Ừ, còn máy lạnh ở chỗ nóng thì nó là máy lạnh. Đúng. Đúng không? Rất thông minh. Đúng. Đấy là câu trả lời cuối cùng của em. Đúng, là máy sưởi. Ừ. Đúng. Thế là ví dụ giống như là nếu mà mình mang cái máy này ra Bắc Cực thì mình phải đổi tên. Máy sưởi. Đúng. Không mà chả ai mang cái máy lạnh ra Bắc Cực cả. Hả? Điên là. Có chứ mình không là có chứ bình thường. Ai? Người ta vẫn bảo quản rau củ làm sao? Ừ đúng. Đây. Đúng. Thì đấy người ta vẫn gọi là máy lạnh chứ gọi máy nóng à? Đúng. Thì phải thì chưa ngờ. Thì là vẫn là máy lạnh nhưng mà máy mát gọi là máy mát. Là thế nhá. Câu này Mai trả lời luôn. Nên tổng cộng là mấy lại là đúng thật đấy. Mấy câu nhỉ? Câu đầu tiên, câu tin câu gì quên mẹ rồi. 4-5 câu gì? 4-5 câu rồi đấy nhá. Mai trả lời luôn một lần. Học ngân hàng thì mình phải thông minh. Trên mạng có không nhỉ? Anh nghi là bọn mày chắc là bố mẹ mua vào cho trường học đúng không? Không hề, em điểm cao lắm. Điểm cao không? Toán thi bao nhiêu điểm? Toán thi 8 điểm. 8 điểm à? Căn bậc 2. Anh có đố cái gì về toán đâu? Căn bậc 2 15 thôi. Ờ nhỉ? Cái gì 225? Bình phương của 2 15 là bao nhiêu? Cái gì? Bình phương của 15. Bình phương của 15 là 225. Có thật thì bình phương với căn bậc 2 giống nhau à? Ừ. Đúng mày, đúng bản thân nhau luôn. Được. Hai con mà mày đúng. Bình phương. Hỏi mấy lần là đều một câu hỏi y chang nhau, một trả lời là y chang nhau, không khác một tí nào luôn. Là 15 nhân 15 là 225. Ừ. Còn căn bậc 2 của căn bậc 2 là cũng căn bậc 2 của 15 là căn bậc 2 của 15 là 15 nhân 15 luôn. Nếu mà sẽ như vậy thì làm sao mà người ta đạt hai cái nhỉ? Căn bậc 2 của 15 là 30. Là 15 cộng 15. Không, đáp án là 3 phẩy mấy á. Chia à? Không, không, nói chung là 3 phẩy mấy anh. Nó là một phép toán rất là lằng nhằng. Chỉ em có những, giả vờ thôi, chỉ có những người cho anh thôi. Chỉ có những người không học ngân hàng. Còn nó là 3 phẩy mấy ấy. Chỉ những người không học ngân hàng như mình thì mới tính được. Còn những người học ngân hàng thì họ giỏi về con số, họ biết được. Thế thôi nha, thế anh về nha. Thầy của em giả vờ cho anh thôi. Đúng là bản thân với em nhau. Em giả vờ đấy.